Chiều 30 tháng 8, một ô tô chạy đến thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ va chạm với tàu hỏa khiến tài xế bị thương. Chiếc ô tô bị đẩy đi đoạn đường dài khoảng 200 mét. Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8 trên địa bàn thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Thời điểm trên, tàu hàng số hiệu HH5 đi trên tuyến đường sắt Bắc Nam hướng Hà Nội, Bình Thuận. Khi đến lý trình km 1534 thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 86C-15185 đang chạy qua đường ray. Tàu hỏa đã đẩy xe ô tô này một đoạn khoảng 200m mới dừng lại. Tại hiện trường, ô tô nằm trước mũi tàu bị đẩy đi đoạn đường khá dài. Ô tô biến dạng, phần cửa và đuôi xe bị hư hỏng nặng, bẹp rúm. Tài xế bị thương nặng được người dân phá cửa đưa đi bệnh viện. Người dân cho biết lúc xảy ra tai nạn trong ô tô chỉ có một mình tài xế. Lực lượng chức năng đã có mặt để di rời ô tô ra khỏi hiện trường. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 8, logo Facebook bỗng đổi sang màu sắc mới với một số người dùng app trên thế giới, nhưng chưa rõ lý do gì. Một số người dùng Facebook phát hiện logo hoặc icon của app đã đổi sang màu tông đen xanh. Hiện tượng này cho đến nay chủ yếu do các chủ sở hữu iPhone ghi nhận. Trên diễn đàn của Reddit, một người dùng đăng tải hình ảnh logo Facebook trên phiên bản iOS 18 Beta 6 mà họ đang sử dụng với vẻ ngoài khác hẳn, với nền trắng và chữ F xanh, ngược lại với chữ logo thông thường là nền xanh, chữ F trắng. Người dùng này cho biết họ đang sử dụng chế độ ban đêm. Ở Việt Nam, một số người dùng lại phản ánh rằng họ trông thấy logo Facebook nền đen khi đang sử dụng trên Dark Mode trên iOS 17. Facebook hiện chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho hiện tượng này và với tần suất gặp cũng không phải phổ biến. Trên bài đăng Reddit nói trên, có người suy đoán đội ngũ phát triển tại Meta đang đăng tải nhầm logo cho mỗi phiên bản. Trong khi đó, số khác lại suy đoán rằng việc này có thể liên quan đến việc Apple sắp ra mắt phiên bản phần mềm iOS 18 chính thức. Hơn nữa, hiện tượng này còn khá phổ biến ở người dùng dòng iPhone mới như iPhone 14 hoặc iPhone 15. Một cách lý giải khác có thể là Facebook chỉ đang thực hiện một chiến dịch marketing nào đó thông qua cách gây tò mò cho người dùng. Thưa quý vị, chiều 30 tháng 8, hỏa hoạn bùng lên tại một kho vải trên đường Phạm Thị Tôm, xã Đông Thạnh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Công nhân thay phiên nhau dọn dẹp, may mắn không có thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, hơn 1 giờ sáng 30 tháng 8, người dân thấy cháy tại kho chứa vải vụn rộng khoảng 50m² trên đường Phạm Thị Tôm, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn nên hô hoán. Sau đó, người dân nhanh chóng huy động bình chữa cháy, kéo vòi nước dập lửa. Tuy nhiên, do kho chứa vải nên lửa bén nhanh, tỏa khói đen gây ngạt khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Vì sợ lửa cháy lan, nhà dân bên cạnh kho chứa vải hốt hoảng lấy đồ đạc, giấy tờ quan trọng trong nhà chạy ra ngoài. Nhận được thông tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Hóc Môn đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Lực lượng chức năng bảo vệ thành công để đám cháy không lan sang các nhà dân xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng vải trong kho đã cháy rụi, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ. Nhận định về tình hình thời tiết dịp lễ ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9, thời tiết ở miền Bắc thuận lợi cho giao thông và các hoạt động du lịch của người dân. Riêng miền Nam có thể mưa to về chiều và đêm. Trong 4 ngày nghỉ lễ, dự báo thời tiết ở Bắc Bộ phổ biến ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác nhưng sẽ ngớt nhanh. Nhiệt độ cao nhất ở toàn miền Bắc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh phổ biến từ 24 đến 34 độ C. Cũng trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, thời tiết ở khu vực Trung Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 37 độ C. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, chiều và đêm ngày 31 tháng 8 cục bộ có nơi mưa to, còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 4 ngày nghỉ lễ, thời tiết phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 32 độ C. Tại thủ đô Hà Nội, thời tiết ngày 31 tháng 8 phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 26 đến 34 độ C. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 9, ngày nắng, trời oi bức, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Thành phố Huế phổ biến ngày nắng, đêm không mưa, riêng chiều ngày mùng 3 tháng 9 có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 35 độ C. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong suốt 4 ngày nghỉ lễ phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 80 đến 90%, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ C. Thưa quý vị, chiều 30 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang xác nhận bà Triệu Thị L, 54 tuổi, hay còn gọi là bà Sảnh Vlog, không may bị lũ cuốn tử vong.
Trước đó, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, bà L đi xem lũ thì không may bị trượt chân ngã xuống dòng suối và bị cuốn trôi. Sau đó, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể và bàn giao cho gia đình nạn nhân. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Lăng Can, tỉnh Tuyên Quang, bà Sảnh Vlog ở địa phương làm nông nghiệp. Những lúc rảnh rỗi, bà cùng các con làm các video vui nhộn, giải trí rồi đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Bà Sảnh Vlog được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như là YouTube, Facebook, TikTok. Các video đăng tải là những hoạt động giải trí, đời thường gắn với cuộc sống làng quê. Các video thu hút hàng triệu lượt xem. Kênh TikTok bà Sảnh Vlog có gần 800.000 lượt theo dõi, trên Facebook có khoảng 400.000 người theo dõi. Ông Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan bị Công an khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngày 30 tháng 8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo cơ quan điều tra, ông Vương là người có trình độ đại học dược và đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, nhận thức rõ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm kém chất lượng. Nhưng vì lợi nhuận, ông này vẫn chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội, được thực hiện từ xa, thông qua mạng máy tính, Zalo, theo nhóm giữa Tổng Giám đốc và các nhân viên. Ngoài ra, qua kiểm tra xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Minh Thu, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan, đã tự ý cắt ghép hai phiếu kết quả xét nghiệm, sau đó đem các phiếu này xác nhận sao y bản chính tại Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lạc để được cấp giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, được phép lưu thông sản phẩm ra thị trường. Cơ quan công an đã tách thành vụ án hình sự, tiến hành điều tra, kết luận chuyển Viện Kiểm sát thành phố Chí Linh, truy tố bị can Đỗ Minh Thu tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Chí Linh đã xét xử vụ án trên, bị cáo Thu bị tuyên phạt mức án 62 tháng tù giam. Chiều 30 tháng 8, trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đã giải thích về phần thuyết trình chưa trọn vẹn liên quan đến chủ đề đọc sách của mình ở Miss Universe Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ, thật sự cũng không biết vì sao khi nói được hai câu đầu tiên của bài thuyết trình thì mọi ý trong đầu tôi chạy đi đâu hết. Lỗi lớn nhất là ở Duyên khi chưa đủ mạnh mẽ vượt qua áp lực ở chặng đầu này của cuộc thi để dẫn đến những hiểu lầm, những thông tin chưa chính xác. Kỳ Duyên cũng cho biết cô xin nhận tất cả các ý kiến đóng góp trái chiều từ khán giả. Cô tự nhủ sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Bên cạnh đó, Kỳ Duyên cũng chia sẻ lại đầy đủ nội dung thuyết trình mà bản thân đã bỏ dở trong tập 2 Miss Universe Việt Nam. Đó là lý do cô không từng đọc hết quyển sách nào, là do cô thích tìm hiểu và tiếp thu kiến thức qua hình ảnh, âm thanh. Tuy nhiên, đến một ngày cô gặp được cuốn sách Ikigai đã thay đổi hoàn toàn tư duy của cô. Người đẹp cho sẻ Ikigai có nghĩa là cuộc sống, Gai có nghĩa là giá trị. Mỗi người đều có một Ikigai khác nhau. Nó là cả hành trình đi tìm hạnh phúc thực sự của cuộc sống và nuôi dưỡng tâm hồn. Theo Kỳ Duyên, sau khi phần thi thuyết trình thất bại, cô có buổi phỏng vấn riêng với biên tập ở hậu trường. Khi đó, cô đã bình tĩnh hơn và có thể diễn đạt lại toàn bộ ý tứ trong bài nói trên khi đang dang dở. Tuy nhiên, đoạn ghi hình này không được lên sóng.